Ơi, hey, chào các bạn, mình Hiếu Điện Trở. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái timer. Không, cái này là kêu là đồng hồ đếm thời gian đây. Nhưng mà timer này là timer đảo nha. Timer này với cái mã là DH48S-S nha. Với cái là 0.1 giây tới 99 giờ. Cái điện áp là 220V. Rồi, ok. Mình sẽ khám phá cái này như thế nào và cái cách mình hướng dẫn các bạn sử dụng luôn nha. Đây. Đó. Với cái kích thước mặt tủ là 48-48 và kích thước lỗ là 45-45 nha, chiều sâu là 110. Timer này gồm cái gì? Đây, các bạn coi nha. Ở đây là có hai dãy số hiển thị. Đây là dãy số hiển thị và đây là cái ấn định thời gian cho nó. Này, giờ này, H là giờ này. S là giây này. Cái này là mili giây này. Và 0.1 phút này. Và phút này. Ồ, rất là nhiều loại, 0.1 giờ này. Rất là nhiều cái cho các bạn lựa chọn nha. Rồi cái thời gian 2 này cũng y chang như vậy luôn. Nha, thì bây giờ mình để cái thời gian là giây đi cho nó dễ chút xíu mình test luôn nha. Thì cái này mình ứng dụng cho cái gì? Đây là một cái thời gian này nó đảo nha. Nó sẽ tự động chạy 10 giây này xong thì nó sẽ chuyển qua cái 14 giây sau này nha. Thì cái này sẽ ứng dụng cho những cái như là mình muốn hẹn một cái thời gian nó bật xong là tắt rồi bật tắt, đó là hai cái luân phiên nha, hai cái luân phiên. Tôi thấy một số anh đó là ứng dụng vào cái này cho cái khay đảo trứng nè, cũng ok nè. Nghĩa là có thể là trong 10 giờ thì nó sẽ quay khoảng gần 3 vòng hay 5 vòng gì đó, sẽ quay trong mấy giây thôi, hay là mười mấy giây là ok. Rồi xong ngày nó sẽ nghỉ trong 10 giờ đó. Nha. Rồi chức năng của nó là như vậy. Thì bây giờ các bạn đấu nối nó như thế nào? Đấu nối như thế nào? Thì khi đấu nối thì các bạn coi cái này. Cái sơ đồ đấu nối nha, sơ đồ đấu nối. Sơ đồ đấu nối thì của timer thì nó sẽ có những cái như vậy. Timer thì nó sẽ có là 27 là chân nguồn nha. 27 là chân nguồn. Rồi cái 8 là chân chung, 85 là thường đóng và 86 là thường hở. Ở đây cái timer này á, nó có một cái điểm khác á. Cái điểm khác là cái gì? Cái điểm khác của nó là nó có một cái chân 1, 13, 14 này này. Thường thường những cái timer khác á, thì nó sẽ có những cái như là 1314 là 1 á, là cũng cái tiếp điểm đếm thời gian như bên này, như 856 hoặc là một cái tiếp điểm 0. Nhưng mà bây giờ á, thì cái nó có một cái điểm là điểm reset và cái điểm get. Cái reset này là cái gì? Cái reset này là khi mà các bạn đang chạy ở bất kỳ một cái thời gian nào, thời gian 1 hoặc là thời gian 2 thì các bạn reset về 0. Còn cái get này là cái cổng, là cái khi mà tác động vào thì nó sẽ dừng lại ở tại thời điểm đó, như nó là tạm dừng á nha. Rồi ok, và mình sẽ đấu cho các bạn coi nó như thế nào. Và mình thử nghiệm trên hai cái bóng đèn này, hai bóng đèn này nha, hai bóng đèn ha. Hai bóng đèn này là mình sẽ coi nó luân phiên và thay đổi nó như thế nào. Rồi, ok, đây, đây là cái chân của nó. Thì theo cái chiều của cái chân này á, thì các bạn sẽ thấy nè, đây là chân 2 nè, và chân 7 nè, là chân nguồn nè, mình đấu vô đây nè, 2 nè, 7 nè, nha. Đây là một cái cộng dây nguồn nè, cái cộng dây nguồn nè. Đó, mình sẽ đấu vô. Dây nguồn nè, mình sẽ đấu vô nha. Rồi, các bạn coi nha, 27 nè. Thì 27 ở đây là thì mình cái đây là dây nguồn nha, nên mình mượn luôn cái này á, cái bóng đèn này nè, là cái điện áp đó là 220V. Thì cái này cái dây nguồn của mình 220V. Này mình cho là cái dây dây nguội đi nha. Rồi mình mượn luôn cái dây này lên nè, cái điểm này nè, để mà làm một cái điểm điểm nguội cho cái bóng đèn nha. Đây. Rồi xiên lại kỹ nha. Rồi. Cái 85, 86 mình muốn luân phiên á, thì cái điểm còn lại của nó nè, cái điểm còn lại nè, bóng bóng vàng mình cho vô là 80, 66 đi nha, 66 nè, nhìn kỹ trên đây nha, 66 nè. Rồi
cái này mình vô số 5 nha. À, số 5 này. Rồi, ok. Rồi, xong. À, cái này là dây nóng nè. Dây nóng. Mình vô đây nha. Là mình nuôi cái nguồn cho cái 27 rồi nè. Ok. Thì bây giờ mình sẽ mượn một cái nguồn từ hai này, mình qua cái chân 8. Nha. Cái này mình qua cái chân 8. Để mình cho nó đóng, cái này là một tiếp điểm nè, nó đóng qua đây nè, đóng qua 85, 86 nè. Thì bắt buộc phải có một cái chân nóng qua cái chân số 8 nè, chân số 8 nha. Chân số 8, đây. Chân số 8, ồ, vậy là xong rồi. Thì các bạn muốn thử cái chân mà 1314 nó như thế nào á thì mình đấu thử vô đây nè, mình đấu cho vô chân số 1 nha. Còn chút xíu cái điểm này mình sẽ quẹt nó vào số 2, quẹt qua đây để mình coi cái get, cái cổng get với lại cái cổng reset nó tác dụng như thế nào nha. Rồi, đây, các bạn coi này, gắn vô này, nó có cái điểm cái rảnh này. Cái rảnh này nè, các bạn gắn vô nè, đúng chiều nha. Thì nó mới xuống được nha. Rồi. Ok, vậy là bây giờ mình có thể cấp nguồn rồi. Rồi mình có thể cấp nguồn nha. Cấp nguồn cho bạn coi. Rồi, nó có đèn nè. Cái này là cái thời gian của cái 14 giây. Thì nó đang chạy là cái bóng đèn xanh nè. À, nó chạy hết cái thời gian đó. À, hết cái thời gian này. Đó, nó sẽ chuyển qua cái bóng bằng vàng là cái thời gian 1. Mình có thể quy định là cái thời gian 1, thời gian 2 chẳng hạn. À, 10 giây. Rồi, còn cái cổng reset của nó này, cái cổng reset của anh, các bạn coi reset này, đó reset là nó về bằng không nha, đang chạy nè, reset về bằng không nè, à, đang chạy nè, 1, 2, 3 gì đó, mình reset nó về bằng không nè. Rồi mình để nó cho nó chạy tiếp nè, mình sẽ cho vô cái điểm get nè, nè get nè, get nó tạm thời nó đứng đây. À, cái này nó cũng ứng dụng cho một số cái khá tốt. À, rồi mình dỡ ra nè. Rồi thấy không? Nó chạy tiếp. Rồi ghét nè. Đứng lại nè. Nó như là phao á, đứng lại chờ. Rồi nhả ra là chạy tiếp. Rồi. Thời gian 2 cũng vậy. Mình đang chạy nè. Mình đứng lại nè. Rồi. Mình tắt nè. Còn mình muốn reset nè. Reset. Nó về bằng 0. Nó sẽ trả lại bên cái thời gian 1. Đó. Mình reset nè. Về bằng 0. Rồi. Ok. Đó là tất cả những gì của cái timer DH48 gạch SGS nha. À, timer này được bên mình cung cấp. À, nếu mà các bạn có nhu cầu mua cái timer này thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979204378 gặp Hiếu nha. Còn tham khảo cái sản phẩm thì tham khảo trên website là điện trở công nghiệp.com. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nhé để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn, xin chào.